Mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Cứ mỗi độ trăng tròn thì chúng ta đều có những tiềm thức phát triển. Nó giống như là có một điều gì đó chúng ta hướng về quá khứ. Quá khứ ở đây không phải chỉ là quá khứ trong kiếp này, mà con người của chúng ta đã có trầm luân nhiều kiếp khi đến với thế giới này. Bởi vậy mà nếu như các bạn tin vào điều đó, thì mỗi độ trăng lên chúng ta đều có một cái nguồn năng lượng. Năng lượng đó là gọi là năng lượng hướng về quá khứ. Và không biết được các bạn có những cái cảm nhận như vậy hay không. Đặc biệt là những bạn mà đã có sự khai mở khai thông thì các bạn đều có một cái năng lượng như vậy. Và hôm nay thì Huệ có một thôi thúc trải bài với chúng ta là nguyện ước nào của các bạn sẽ thành hiện thực khi các bạn có những thôi thúc, các bạn có những điều mà các bạn đã có thầm nguyện ước từ rất nhiều thời gian rồi. Và những cái nguyện ước đó thì đặc biệt là vào những dịp trăng lên, những dịp trăng tròn, các bạn sẽ có cái sự thôi thúc mãnh liệt hơn cái nguyện ước của chúng ta. Bởi vậy mà hôm nay trải bài này có thể dành cho tất cả các bạn. Bởi vì mỗi chúng ta đều có năng lượng tâm linh ở bên trong mình, và chúng ta đã tìm ra năng lượng đó để phát huy chưa, thì Huệ cùng chúng ta sẽ đi chiêm nghiệm nhé. Bởi vậy mà một trải bài của ngày trăng tròn đó là nguyện ước của bạn có được đền đáp, có được thực thi hay không nhé. Hôm nay thì Huệ sẽ cho chúng ta chọn tụ bằng bộ bài của Phật Pháp các bạn nhé. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên hai tụ bài của chúng ta. Đấy, các bạn nhìn rất rõ nhé, hai tụ bài của chúng ta. Các bạn sẽ lựa chọn bằng trực giác của chúng ta sẽ lựa chọn hai tụ bài, tụ số 1, tụ số 2 các bạn nhé, tụ số 1, tụ số 2. Và khi chọn tụ bài thì Huệ cũng có một cái chia sẻ với các bạn rằng nếu như mà chúng ta chỉ có đến mà các bạn chọn ngay tụ mà đọc tiêu đề, nhiều khi chúng ta chưa hiểu là tiêu đề đó, bởi vì viết thì nó không thể dài giải thích được hết, nên là các bạn hãy nghe trong vòng 1 đến 2 phút mà người trải tarot họ dẫn, có nghĩa là người dẫn để họ cho chúng ta biết được đó có phải là tụ bài mà trải bài mà chúng ta đang có cái sự kết nối hay không. Có nhiều bạn trong mối quan hệ tình yêu mà chúng ta chỉ đọc cái tiêu đề mà nó chưa phải cụ thể mối quan hệ thì các bạn nghe nó lại không đúng đâu nhé các bạn nhé, không đúng với lại cái năng lượng của các bạn đang có. Thế còn trong cái trải bài này thì các bạn cũng cần có cái sự mà chúng ta nghe một chút cái phần dẫn của họ, cũng chỉ mất 1 đến 2 phút là cùng thôi đó, thì chúng ta có sự kết nối nó sẽ dễ dàng hơn, hiểu nhau hơn các bạn nhé. Đấy là ý kiến của Huệ, thế còn tùy theo các bạn nhé. Đó, như vậy chúng ta đi vào tụ số 1 nhé. Tụ số 1 của các bạn chọn một bông hoa, chọn một lá bài của Phật Pháp liên quan đến 3 bông hoa hồng. Tụ mang con số 2 các bạn nhé, tình yêu. Tí nữa Huệ sẽ giải trải cho chúng ta, còn bây giờ sẽ xem năng lượng của các bạn đang ở đến đâu đã nhé. Bởi vì chúng ta đang thấu hiểu về bản thân mình và cái ước nguyện của chúng ta có đạt được hay không, là do chúng ta đã đi trên cuộc hành trình, đã được tu dưỡng, rèn luyện và chúng ta đã phát triển đến đâu rồi các bạn nhé. Năng lượng của các bạn trong tụ 1 thì cũng cảm ơn các bạn tụ 1 rất nhiều. Các bạn luôn là người khởi đầu cho các trải bài của Huệ. Năng lượng của các bạn tụ 1. Và nhìn thấy đây rằng năng lượng của các bạn tụ 1 của chúng ta, các bạn đang là một trong những người mà phát triển trên cái cuộc hành trình của bản thân mình. Đó là các bạn đang có một cái sự khai mở phát triển về cái năng lực trong bên trong của mình, có nghĩa là các bạn đã hơi hướng biết đến tâm linh rồi, hoặc là chúng ta gọi là đã hơi hướng đi vào trong
con người bên trong của mình, có nghĩa là chúng ta đã quay về bên trong để tìm ra những cái giá trị của bản thân. Thì trong con người bên trong, giá trị của bản thân của các bạn, thì các bạn nhìn thấy đây, đây là lá xì trên, chính là cái thể hiện cho cái sức mạnh của bản thân các bạn, một sức mạnh tiềm ẩn cả về tâm và về thân các bạn nhé. Nếu như mà về sức khỏe thì các bạn cũng là một cái người mà rất là tốt về sức khỏe, và các bạn cũng là một trong những người mà biết chăm sóc cơ thể của mình để cho mình phát triển về cái năng lượng sức khỏe của các bạn cũng rất là tốt. Thứ hai nữa là cái năng lượng bên trong nữa, đó chính là năng lượng phát triển về giá trị, về trí thức, về năng lượng của trí tuệ của các bạn. Các bạn nhìn thấy rằng bản thân của các bạn có một cái năng lực, đó là các bạn điềm tĩnh, các bạn làm việc, các bạn có sự suy xét, các bạn luôn là người mà có sự thấu cảm. Đó, do vậy mà các bạn có thể thuần phục, thuần hóa được tất cả những người xung quanh của mình một, bằng một cái sự mềm mỏng, bằng một sự thấu hiểu, bằng một giá trị mà các bạn cảm thấy rằng không cần phải đao to búa lớn. Nhưng các bạn chính là người để cho người khác kính nể. Đó, đó chính là cái năng lượng chủ đạo của các bạn. Ngoài ra thì các bạn còn đang có một cái nguồn năng lượng nữa, đó chính là các bạn có cái sự sẻ chia. Có một sự sẻ chia, có một tình yêu thương đang phát triển ở trong cái tâm thức của các bạn rằng chúng ta hãy sẻ chia. Đây, chúng các bạn nhìn thấy đây, chúng ta hãy sẻ chia những giá trị của chúng ta cho những người hữu duyên với mình. Có thể những người trong gia đình, có thể là những người mà chúng ta gặp. Và các bạn sẵn sàng chia sẻ những giá trị của bản thân mình, kể cả về tiền tài vật chất, cũng như kể cả về những trí thức trí tuệ của các bạn. Nên các bạn đi đến đâu, các bạn cũng có cái cảm nhận rằng các bạn là một người rất đầy đủ. Cái sự đầy đủ đó là do chúng ta cảm nhận từ bên trong các bạn nhé. Và cái sự cảm nhận đó chúng ta có giá trị mang lại cho những người xung quanh của chúng ta cảm thấy rằng bạn sống rất an nhiên. Nhưng chúng ta đang có một cái điều gì đó mà khiến cho các bạn cảm thấy rằng các bạn đang với cái năng lượng tích cực là như vậy. Còn năng lượng tiêu cực của các bạn ở đây thì các bạn vẫn đang có một cái sự đồng hành trên một cuộc hành trình, nhưng các bạn vẫn đang có năng lượng có một sự chạy trốn, có nghĩa là chưa thực sự công nhận bản thân mình, vẫn còn chạy trốn, đó là chúng ta vẫn chưa thực sự thấu hiểu hết giá trị bản thân mình. Nên các bạn có sự chạy trốn, đây chính là chúng ta đang ngụy biện cho bản thân của mình là chúng ta như thế này, như thế kia, nhưng chúng ta lại chưa có sự sáng rõ, thì nó biểu hiện cho cái sự chạy trốn chính bản thân mình nhé các bạn nhé. Đó, như vậy cái năng lượng của chúng ta là như thế, thì các bạn sẽ đón nhận giá trị và những cái mặt mà chúng ta vẫn còn đang chưa phát triển nhé. Hay nói cách khác là chúng ta còn đang trong bóng tối. Thế thì câu hỏi chủ đạo của chúng ta ngày hôm nay, với những bạn trong tụng 1 của chúng ta, thì ước nguyện của các bạn có được thực thi như thế nào? Đấy. Ước nguyện thì các bạn xem ước nguyện của mình nhé, bởi vì mỗi người có ước nguyện riêng. Những cái ước nguyện đó là những cái sự khao khát, là những sự mà các bạn để trong lòng của các bạn, mà nhiều khi các bạn cũng không có thổ lộ ra đâu, ít thổ lộ ra cho người khác biết lắm. Mà chúng ta âm thầm, chúng ta có nguyện ước, hoặc là chúng ta có những mục tiêu để đạt được cái điều mà chúng ta đó, thì chúng ta cũng có thể gọi là ước nguyện. Nhưng cái ước nguyện nó thể hiện cái sự khát khao hơn. Đấy, khát khao mang cái giá trị mà tiềm thức của chúng ta trỗi dậy hơn các bạn nhé. Thì vào những đêm trăng tròn, trong những giữa tháng của chúng ta hay có cái khát khao đó. Thế thì hãy xem là cái khát khao của các bạn là khát khao thiên về mảng nào nhé các bạn nhé. Bởi vì nó có rất nhiều, nhưng mà chúng ta quy tụ lại cho thành các mảng. Một trong những cái khát khao của các bạn. Trong các bạn tụ 1 như thế này thì họ nhìn thấy rằng ước nguyện của các bạn, khát khao của các bạn liên quan đến tình cảm. Liên quan đến tình cảm, chúng ta có thể chia ra thành ba mảng đi các bạn. Tình cảm này, về vật chất này và về
về con người của chúng ta nhé. Thì các bạn ở trong tụ số 1 của chúng ta thì liên quan đến tình cảm, khát khao của các bạn ấy liên quan đến tình cảm. Các bạn đã có những ước nguyện rằng các bạn sẽ có một cuộc sống tình cảm được trọn vẹn hơn, được đong đầy hơn và được tìm được một người, có nghĩa là cái người đồng hành cùng chúng ta một cách trọn vẹn, hoặc là chúng ta có một tình cảm đối với một nhóm của chúng ta giống như là những người bạn của chúng ta cũng được trọn vẹn hơn. Như vậy tình cảm này chúng ta có thể mở rộng ra về tình yêu, về tình bạn và tình đồng nghiệp nữa các bạn nhé. Thế thì chúng ta tùy theo mỗi bạn nhé, chúng ta sẽ cảm nhận được. Nhưng mà nó thiên về tình cảm thì các bạn đều muốn rằng tình cảm của chúng ta cần được tròn đầy, tình cảm của chúng ta cần được hạnh phúc, và tình cảm của chúng ta đối với một ai đó thì cần được có sự cân bằng, cân bằng giữa tình cảm với nhau. Thế thì những đêm trăng tròn này các bạn sẽ có những cái hồi ức, có thể những tiền kiếp của các bạn đã có sự thôi thúc rằng những bạn đang trên cuộc hành trình đang gặp nhau này này, trong kiếp làm người này này, các bạn có thể gặp lại những người cũ, những người mà chúng ta đã có tương tác với nhau trong nhiều kiếp rồi, và đến bây giờ họ có thể trở thành người thân, họ có trở thành người yêu, hoặc họ có thể trở thành những đối tác, những người bạn của chúng ta. Thì mỗi người chúng ta gặp đó thì đều là những người mà chúng ta đã từng gặp trong quá khứ. Các bạn đã từng nghe nói trong Phật Pháp của chúng ta có câu đó chính là tu. Chúng ta ngoảnh lại một cái thì có nghĩa là chỉ cần gặp nhau thôi, ngoảnh lại nhìn nhau cái thì chúng ta cũng phải mất đến hàng trăm năm chúng ta mới có được một cái duyên như vậy. Như vậy là bây giờ chúng ta trở thành bạn của nhau thôi thì chúng ta cũng có nhân duyên từ những nhiều kiếp rồi chúng ta gộp lại, thì bây giờ chúng ta mới có hữu duyên gặp lại chúng ta hiện nay bây giờ. Thế còn những người mà có cái tình cảm sâu sắc hơn, ví dụ như là chúng ta có tình yêu thương với nhau chẳng hạn, thì chắc chắn rằng chúng ta đã có rất nhiều kiếp, nhiều đời chúng ta đã cùng hướng về nhau. Bởi vậy mà các bạn khi chúng ta gặp nhau, chúng ta có những cái cảm nhận, cảm xúc yêu thương với nhau, nó là như vậy. Thì các bạn nhìn thấy đây, các bạn là những người mà luôn luôn mong muốn cho bản thân các bạn cũng như là cho người đối phương của các bạn được hạnh phúc tròn đầy với nhau. Và các bạn sẵn trong mình có một cái năng lượng, đó là sự nhiệt huyết, nhiệt tình, sự yêu thương, và các bạn sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng để dốc tất cả cái tình của chúng ta để dành cho đối phương của mình. Đó chính là một sự nhiệt tình, nhiệt huyết và sự chân thành. Các bạn rất là chân thành nhé. Trong cái chuyện tình cảm thì các bạn rất là chân thành. Và các bạn cũng là một trong những người mà có cái cảm xúc, một cái cảm xúc về chuyện tình cảm cũng rất là sâu. Khi cảm xúc sâu thì chúng ta tự cảm nhận được cái điều mà chúng ta là cái người luôn luôn có cái sự hy sinh cho người khác, kể cả trong các mối quan hệ. Đấy, chúng ta hy sinh ở đây là gì? Chúng ta chịu thiệt về bản thân mình, chúng ta chịu những cái điều mà chúng ta có thể mang lại cho người ta cái niềm vui thì chúng ta đều có thể chấp nhận với mình hết. Bởi vậy mà các bạn luôn có một cái sự nhận về mình những giá trị thiệt hơn. Đó. Và các bạn biết không, đó cũng chính là những cái cảm giác mà các bạn được vui khi chúng ta làm cho người khác hạnh phúc. Thế nhưng bản thân của các bạn cũng luôn luôn có cái sự mong muốn rằng, đó, luôn luôn có sự mong muốn rằng là bản thân mình cũng cần đón nhận được vậy. Nên khi các bạn không đón nhận được như vậy, hoặc là chưa đón nhận được như vậy, thì tâm trí của các bạn lại tự đấu tranh với bản thân mình, và lại tự có sự làm cho bản thân mình có sự rối bời lên. Đó. Và cái lá bài ở đây nó một cái sự tiêu cực, đó là như vậy các bạn nhé. Cái năng lượng tiêu cực của các bạn ở trong tụ số 1 của chúng ta, tại sao các bạn lại không có cái sự nhìn nhận chính về bản thân mình? Đó là do các bạn có cái sự hy sinh, các bạn có cái sự nhìn nhường nhịn, và các bạn có một sự đó là cho đi nhiều hơn. Các bạn cho đi nhiều hơn, và các bạn không có một cái giá trị đó là các bạn muốn đòi hỏi về mình, nên đôi lúc các bạn bị năng lượng phân vân, cho đi rồi chưa đòi hỏi được nhiều, nên các bạn có sự khổ tâm nhá. Cái tâm của các bạn khổ trong các mối quan hệ là như vậy. Và cái này nó đã được lặp đi lặp lại nhiều rồi. Các bạn đến mối quan hệ nào các bạn cũng cống hiến cho đi, và các bạn đều là những người mà mang lại cho người khác nhiều hơn so với các bạn đón nhận được giá trị của họ. Do vậy mà tiềm thức của các bạn vẫn luôn khao khát
vẫn luôn mong muốn rằng bản thân các bạn được yêu thương, được che chở, được mong ước có một bờ vai hoặc là có một nhóm để giúp cho chúng ta có một cái năng lượng cân bằng trong bản thân tình cảm, cảm xúc của các bạn. Đó, thế thì cái nguyện ước của các bạn là liên quan đến tình cảm các bạn nhé. Đấy thì khi các bạn nghe thì các bạn sẽ có được những cái nhìn nhận nhé. Thế thì nguyện ước của bạn hiện nay, bây giờ nguyện ước của các bạn có thành hiện thực hay không? Đó. Các bạn có cái nguyện ước thì trong cái nguyện ước của các bạn đó, các bạn tùy theo nhé. Mỗi người có nguyện ước riêng nhé, các bạn vận hành vào nhé. Bởi vì đây là năng lượng chung nên lại chỉ đọc ở cái ngưỡng chung. Khi các bạn chia sẻ với lại người khác thì các bạn thường nhận về mình những cái giá trị thiệt thòi hơn. Và các bạn thường có một cái sự hy sinh nhiều hơn. Nên bên ngoài thì các bạn sẻ chia, nhưng bên trong tâm thức của các bạn thì luôn có sự mong muốn mình được đón nhận để bù đắp cho cái sự sẻ chia của mình. Các bạn biết được là nếu chúng ta mà mất đi cân bằng, chúng ta cứ cho nhiều mà chúng ta không đón nhận được bao nhiêu thì các bạn sẽ, năng lượng của các bạn nó sẽ dần mất đi rất nhiều, và cái mất đi đó thì nó sẽ làm cho các bạn bị xuống năng lượng và các bạn sẽ có cái cảm giác như là chúng ta bị phân vân và chúng ta bị khổ tâm ấy các bạn nhé. Thế thì ở cái này thì nó không phải tồn tại mới đâu các bạn, mà nó tồn tại nhiều cái mối quan hệ ở trong kiếp này, hoặc là nhiều tiền kiếp của chúng ta luôn là cái người có cái tâm thái như vậy. Thế nên là bây giờ chúng ta xem cái nguyện ước của chúng ta là chúng ta có một mối quan hệ cân bằng, một sự yêu thương, một sự thành tín, một sự chân thành ở đó. Thì các bạn, nguyện ước của các bạn ra sao trong những đêm trăng này các bạn nhé. Và tìm được một người mà biết sẻ chia một cách cân bằng, một cách công bằng hơn. Nguyện ước của các bạn có thành ra một cái giá trị mà như các bạn mong muốn không nhé. Đó, khi hỏi rằng nguyện ước của các bạn có ra thành ra được một cái mong muốn mà các bạn đã thực hay không, thì vũ trụ đã nói với chúng ta rằng cái sự sung túc và sự hạnh phúc đó của các bạn được đến khi các bạn nhìn rõ ra được tâm thái của bạn. Sự tâm thái của bạn đây, khi các bạn nhìn rõ ra được thì các bạn không còn chạy trốn nó nữa. Các bạn mong muốn điều gì, các bạn hãy là người biết cho bản thân của mình được sự thành thực với nó. Được sự thành thực với nó có nghĩa chúng ta hãy thành thực với chính bản thân mình. Và khi thành thực với chính bản thân mình thì các bạn không còn chạy trốn nó nữa. Và các bạn sẽ thấu hiểu, thì lúc đó các bạn sẽ cảm nhận được giá trị bên trong của bản thân các bạn là một trong những sự tròn đầy. Bởi vì chúng ta có cho và có nhận, nhận chính về bản thân mình. Chúng ta gọi đó công nhận chính mình ấy các bạn. Chúng ta công nhận chính mình là một giá trị quan trọng và là một giá trị dễ thực hiện nhất. Các bạn làm được một điều gì đó, các bạn cũng hãy là người cảm nhận rằng mình đã có thành tựu trong cái công việc đó. Hoặc là các bạn chỉ cần là người mà cảm thấy rằng tâm thái của chúng ta được bình an thôi, được một chút gì đó thôi, các bạn cũng cảm nhận, công nhận được điều đó đi, thì cái sự sung túc của chúng ta, người ta gọi đó là công nhận chính mình, các bạn sẽ có. Và cái điều mà các bạn có thực hiện được cái tâm nguyện của các bạn hay không thì vũ trụ nói rằng hãy bỏ cái quá khứ tiền kiếp của các bạn, nó đã làm cho các bạn có một cái sự cố định giống như là một cái khuôn mẫu rồi ấy. Con người của bạn giống như một khuôn mẫu, bây giờ các bạn phải bỏ nó đi, vứt cái khuôn mẫu đó đi. Cái khuôn mẫu là gì? Đến bất kỳ một mối quan hệ nào, các bạn cũng là người hy sinh luôn. Các bạn là một người hãy làm cho người ta cảm thấy rằng các bạn rất là, có nghĩa là người ta nhận được các bạn rất là tốt, các bạn rất là biết sẻ chia, các bạn rất là nọ kia. Thế nhưng mà bản thân của các bạn thì lại các bạn chưa biết trân quý chính bản thân mình. Nên vũ trụ nói rằng hãy buông bỏ cái khuôn mẫu đó đi, cái cũ của chúng ta ấy, các bạn bỏ đi. Chúng ta hãy sống với thành thật với chính mình. Nếu chúng ta đong đầy trong bản thân mình rồi thì chúng ta hãy sẻ chia. Còn nếu chúng ta vẫn còn chưa đong đầy thì chúng ta hãy là người gì? Hãy là người biết yêu thương chính giá trị bản thân mình trước thì mới đến yêu thương người khác được. Bởi vậy mà các bạn hãy buông bỏ cái khuôn mẫu cũ của mình đi nhé. Khuôn mẫu này nó được trường tồn nhiều rồi, kết thúc nó đi. Để các bạn có một cái cuộc hành trình vận hành gọi là chuyển đổi mới. Để đây chúng ta nhìn thấy đây,
cái sự chuyển đổi mới từ cái sự chạy trốn này sang cái sự nhìn trực diện, chính trực vào chính bản thân mình. Không chạy trốn nó nữa, không chạy trốn cái linh hồn của mình nữa. Nó bảo sao thì chúng ta hãy lắng nghe và chúng ta sẽ có sự suy xét, phân tích rồi vận hành nó đi. Đừng có chạy trốn nó. Và chúng ta hãy chống, không phải chống nữa mà chúng ta hãy nhìn trực diện để chúng ta xem lỗ hổng, xem cái mặt tối của chúng ta là ở đâu để mà chúng ta bước trên tất cả các mối quan hệ. Chúng ta đều là cái người chịu thiệt. Đấy, chúng ta hãy nhìn lại xem. Có phải do chúng ta cho đi quá nhiều mà chúng ta không biết cân bằng cái năng lượng cảm xúc của chúng ta? Và khi chúng ta cho đi quá nhiều thì cái năng lượng cảm xúc của chúng ta nó sẽ hết dần và chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn hoặc cảm thấy rằng nó mệt mỏi. Thì cái đó bây giờ các bạn hãy phải bỏ nó đi, bỏ cái khuôn mẫu của chúng ta đó đi để chúng ta có một sự trực diện vào bản thân mình nhé. Và vũ trụ nói rằng nguyện ước đó, khi chúng ta biết buông bỏ cái điều đó đi thì nguyện ước của chúng ta có thành sự thực hay không, về liên quan đến tình cảm các bạn nhé. Để sẽ xem này nào, thành hiện thực hay không. Biết buông bỏ cảm xúc đó đi, biết cân bằng năng lượng của bản thân mình, biết nhìn vào mối quan hệ. Và đây các bạn biết được là vũ trụ nói với chúng ta rằng khi chúng ta biết tự cởi trói cho bản thân mình, khi chúng ta biết buông bỏ những cái thứ mà nó đã thành khuôn khổ, khuôn mẫu của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì chúng ta sẽ biết cân bằng cái năng lượng của mình hơn. Đấy, cho nhận nó cân bằng hơn. Và các bạn sẽ có cái tầm nhìn. Khi các bạn có tầm nhìn rồi thì các bạn sẽ là người dùng chính cái trí tuệ của các bạn đây. Các bạn là một người có cái tiềm năng đó mà. Các bạn sẽ chỉ đón nhận những cái tình cảm, chỉ cho những cái điều phù hợp và đón nhận những cái giá trị phù hợp. Có nghĩa là các bạn không có một cái sự dàn trải quá cái năng lượng của mình cho người khác, mà các bạn biết nhìn nhận tất cả các mối quan hệ để các bạn làm cái điều gì đó, là các bạn sẽ biết lựa chọn. Biết lựa chọn khi bước vào từng mối quan hệ, và khi bước vào mối quan hệ rồi, các bạn đã lựa chọn rồi, thì khi trong mối quan hệ các bạn cũng lựa chọn cái sự cho và nhận, cho và nhận một cách phù hợp. Thì cái nguyện ước của các bạn đó sẽ tìm cho bạn được một cái nguyện ước về cái chuyện tình cảm của các bạn nhé. Thế thì đó chính là cái điều mà nguyện ước của các bạn trong những ngày trăng tròn các bạn có nhận được hay không. Các bạn nhận được là do các bạn có một cái sự hành trình phát triển bản thân của các bạn để các bạn thấu ra được giá trị của bản thân mình đó. Và lá bài chủ đạo của các bạn đây là ba bông hoa hồng. Ba bông hoa hồng chỉ... Đây là hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, nên là trên trải bài của Hệ Huệ rất hay để những bông hoa hồng, bởi vì đó là tình cảm, tình yêu. Tình yêu có thể nó là những tình yêu của con người với con người, tình yêu của những người thân, hoặc tình yêu đặc biệt là tình yêu của trai, gọi là nam nữ, tình yêu trai gái của chúng ta đó. Thế thì các bạn lựa chọn ở đây là liên quan đến tình cảm, tình yêu. Do vậy mà tình yêu của chúng ta có được trọn vẹn, có được đong đầy là do trong bản thân của chúng ta có được cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta là do tình yêu của chúng ta với người chúng ta tương tác. Vậy hạnh phúc đó sẽ đến với chúng ta khi chúng ta biết mang hạnh phúc cho người khác, nhưng chúng ta lại không quên mang hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc cho chính mình đó chính là giá trị quan trọng nhất các bạn nhé. Đó, bởi vậy mà niềm tin, ước nguyện hoặc là những cái sự mà chúng ta mong ước thì chúng ta cũng đều cần cái quan trọng đó là các bạn hãy phát hiện ra những giá trị của bản thân mình để các bạn có một cái điều đó là công nhận chính mình là cái bước quan trọng nhất. Và khi chúng ta biết công nhận chính mình rồi, các bạn biết phát huy cái tiềm lực của các bạn và các bạn nhìn ra được cái góc tối của mình để các bạn biết buông những cái thứ mà nó làm cho các bạn nó tạo ra một cái khuôn mẫu mà nó đi hành trình của các bạn quá lâu rồi. Mà khi khuôn mẫu đó nó không được phá đi thì các bạn bước bất kỳ trong mối quan hệ nào các bạn cũng vẫn dập khuôn một cái khuôn của chúng ta, và nó không còn phù hợp và nó mang lại cho các bạn rất nhiều những cái sự tổn thương, bế tắc trong cái mối quan hệ. Thì để vũ trụ nói rằng trong những ngày trăng tròn, nếu các bạn biết nhìn sâu vào trong bản thân mình, biết soi vào tâm thức của mình, các bạn sẽ nhận ra rằng
tâm thức của chúng ta nó đang trống ở đâu, nó đang thiếu cái gì. Các bạn biết yêu thương nó, biết sẻ chia cho nó, sẻ chia cho chính bản thân mình này, thì các bạn sẽ được đong đầy, và khi đó các bạn sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân, và các bạn sẽ tự yêu thương và tự hạnh phúc của bản thân mình. Và khi đó các bạn sẽ có một sự chuyển hướng, và các bạn sẽ có cái tầm nhìn cũng như là có trí tuệ để các bạn biết rằng mối quan hệ của chúng ta, để chúng ta biết xây đắp, chia sẻ và chúng ta biết vận hành nó một cách cân bằng nhất. Và khi chỉ có sự cân bằng thì tình cảm, cảm xúc yêu thương của chúng ta nó mới được, giữa cho và nhận nó cần phải có cái sự cân bằng các bạn nhé. Chúng ta không dùng cái từ hy sinh nữa. Cái sự hy sinh ở đây nó mang lại cho chúng ta những cái sự mất cân bằng đó. Bởi vậy mà các bạn hãy biết lắng nghe để các bạn bù đắp yêu thương cho chính mình. Cái sự bù đắp yêu thương nhiều khi chúng ta không phải là yêu thương từ cái người khác mang lại cho chúng ta đâu, mà bản thân của chúng ta tự yêu thương chính mình, thì cái điều đó là cái điều mà dễ dàng làm nhất các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta bảo chúng ta đang thiếu này, chúng ta cứ đi tìm một cái người để bù cho mình, thì các bạn thấy rằng cái điều đó khó hơn rất nhiều so với điều mà chúng ta biết chúng ta đang thiếu, chúng ta tự yêu nó, chúng ta che chở nó, chúng ta vuốt ve nó, và chúng ta dùng những cái lời lẽ yêu thương, hoặc là dùng những cái tâm thái tốt với cái góc tối của mình, cái linh hồn của mình đó. Thì các bạn có thấy rằng tự chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. Và khi chúng ta có cái sự tròn rồi, chúng ta có sự hạnh phúc rồi, thì lúc đó các bạn bước trên một cái tâm thái, các bạn đến với một ai nó cũng cần phải có cái sự tương đồng, và các bạn sẽ biết là người cùng sẻ chia. Đấy, cùng sẻ chia nhé, cùng sẻ chia. Thì chúng ta mới được hạnh phúc tròn đầy các bạn nhé. Vậy đây là trải bài của các bạn tụ số 1. Thế các bạn sẽ đón nhận thông điệp vào ngày trăng tròn hôm nay. Đấy, các bạn sẽ đến một nơi nào tĩnh tại trong ngôi nhà của mình. Các bạn sẽ có cái sự suy xét vào bản thân mình, và các bạn sẽ ngồi ở đó để các bạn nhận ra cái tiềm thức của chúng ta đang bị thiếu sót ra sao, đang bị trống ở chỗ nào. Và tâm nguyện, ước nguyện của các bạn trong tụ 1 này là về tình cảm, nên các bạn sẽ có những cái câu ước nguyện, những cái điều mà các bạn cần nghe, và các bạn ngước lên mặt trăng để các bạn thực thi nó các bạn nhé. Đó chính là thông điệp của vũ trụ dành cho các bạn trong tụ 1. Cảm ơn các bạn tụ 1 rất nhiều, và các bạn sẽ có những điều mà các bạn sẽ cùng cảm nhận với Huệ Hoan Hỷ, thì các bạn sẽ chia sẻ nhé. Và những bạn nào mà có mong muốn được tìm hiểu riêng về câu chuyện của bản thân các bạn, thì các bạn hãy liên lạc với Huệ để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng tìm hiểu, và chúng ta cùng tìm ra giải pháp các bạn nhé. Đấy là các bạn tụ 1. Thì Huệ cũng cảm ơn các bạn tụ 1 rất nhiều. Bây giờ chúng ta sang tụ số 2 của chúng ta đây. Tụ số 2 của chúng ta, các bạn tìm nhìn có một con hổ này. Xung quanh có rất nhiều những bông hoa nhá. Đấy, các bạn nhìn như vậy. Thì cái thông điệp của con hổ đó là sức mạnh, thì các bạn sẽ nghe. Bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp của các bạn tụ số 2 nhé. Huệ này chỉ dùng một lá bài tarot, bộ bài tarot thôi. Xem các bạn sẽ có được cái thông điệp của tụ số 2 của chúng ta về năng lượng, đó là cái điều nguyện ước nào của các bạn sẽ thành hiện thực nhé. Thì chúng ta check năng lượng của bạn tụ 2 trước. Các bạn cũng nghe năng lượng của mình nhé, xem là chúng ta đến đâu, chúng ta đang cuộc hành trình ra sao. Mở đầu đã là một thầy tu sĩ. The Hermit. Năng lượng của các bạn tụ 2 bây giờ. Mình đang có một cái đón nhận được cái năng lượng của các bạn tụ 2. Các bạn có rất nhiều người xem, nhưng mà Huệ nói chung về cái năng lượng của các bạn tụ 2 này, các bạn đã là một người đang bước trên cái hành trình thức tỉnh tâm linh rồi. Đó là các bạn đã có biết soi vào ngọn đèn của bản thân mình, hay mà chúng ta gọi là chúng ta đã biết nhìn vào bên trong để chúng ta phát hiện ra cái báu vật, kho báu của chúng ta, đó chính là ngọn đèn tỉnh thức của mình. Thì các bạn đã biết cầm nó rồi, và các bạn đang đi trên cuộc hành trình là dọi theo đúng cái hướng đèn của chúng ta, ánh đèn bên trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta đi trên cuộc hành trình. Như vậy những bạn ở đây là những bạn đã đang có cái sự phát triển về tâm linh của chúng ta, gọi là thức tỉnh tâm linh nhá. Và nếu như bạn nào mà mới đầu nghe thì chúng ta cứ nghe cái từ tâm linh nó là cái từ gì mà chúng ta cảm thấy rằng nó mang cái sự giống như là mê tín, thì không phải các bạn nhé. Tâm linh là những giá trị mà con người chúng ta chưa cầm nắm được nó.
nhưng nó đang tồn tại. Và cái giá trị đó nó tồn tại một cách đó là chân thực nhất. Con người của chúng ta thì chúng ta mới chỉ biết trong thực tại chúng ta biết đến 5% của thế giới của vũ trụ thôi. Đó là đã rất là nhiều rồi. Nhưng cái 95% còn lại đó là thế giới mà chúng ta chưa phát hiện ra. Chúng ta chưa có thể cầm nắm được, cân đo được. Nên chúng ta vẫn bị, có nhiều khi là chúng ta vẫn bị mê lầm. Bị mê lầm. Thế nhưng những người mà đã biết cầm lên cái ngọn đèn của chúng ta rồi thì các bạn đã bước qua cái sự mê lầm rất là nhiều. Chúng ta sẽ có niềm tin và tỉnh thức vào chính cái giá trị bên trong của mình rồi. Đó, thì Huệ nói rằng cái điều đó để cho các bạn rõ về cái tâm linh, để cho chúng ta, tâm linh nó là một sự chân thực, nhưng con người của chúng ta chưa chứng minh được hết thôi các bạn nhé. Đó. Thế còn khi các bạn đã hiểu rồi thì các bạn chẳng có cái gì là mê muội cả. Đấy, chúng ta không bị ai lừa gạt cả, mà chúng ta cũng biết là chúng ta chả đi lừa ai. Bởi vì nếu chúng ta lừa thì chúng ta sẽ mắc nghiệp. Thế còn nếu như chúng ta bị mê lầm, chúng ta mới bị người khác lừa thôi. Còn nếu chúng ta đã tỉnh rồi thì ai lừa được mình. Đó, đấy là Huệ dẫn các bạn để cho các bạn biết rằng tâm linh nó là một sự chân thực, là cái điều mà nó theo đúng cái những quy luật mà con người chúng ta đang vận hành, như con người ta chưa giải thích được rõ ràng nhé. Đó, bởi vì các bạn trong tụ hai của Huệ thì nó luôn là cái con người tâm linh, luôn là con người mà đi trên cuộc hành trình tỉnh thức, nên khi các bạn nghe thì các bạn thấu ra. Đó, thì Huệ nhìn thấy rằng năng lượng của bạn là như vậy nha, và các bạn cũng đã có những cái đặt nền móng cho cái sự phát triển của bản thân mình rồi. Đấy, các bạn đã biết là gieo hạt trên những cái mảnh đất tốt, đặc biệt là các bạn đã có cái sự vận hành trong cái cuộc hành trình của mình, đó là nhìn ra được ánh sáng của vũ trụ, nhìn ra được ánh sáng của bản thân mình, và các bạn đang đi trên cái cuộc hành trình gieo những cái hạt tốt trên những cái mảnh đất màu mỡ của mình. Đó, và đặc biệt là các bạn có một cái năng lượng của các bạn có một cái mối nhân duyên nào đó. Cái mối nhân duyên này nó đang ở cái trạng thái ngầm ngừng nghỉ, hoặc là có thể đã chia xa rồi, chia tay rồi. Đó các bạn nhé, nó đã kết thúc rồi đấy. Đó, bởi vậy mà các bạn ở đây, năng lượng của các bạn như thế nhé. Thế thì chúng ta sẽ xem với năng lượng của các bạn tụ số 2 như trên, thì chúng ta xem mà vũ trụ đang thông điệp cho chúng ta điều gì vào những cái đêm trăng tròn. Vào những đêm trăng tròn, vào những cái lúc mà các bạn có những cái tiềm thức xuất hiện, tiềm thức thúc giục. Bởi vì các bạn đã là con người đi trên đường tỉnh thức thì tiềm thức của chúng ta hồi về rất nhiều các bạn ạ. Đặc biệt là những lúc mà đêm trăng, các bạn sẽ có những sự thôi thúc, các bạn sẽ có những linh cảm của chúng ta về cái quá khứ của mình ấy. Quá khứ ở đây không phải chỉ là quá khứ trong kiếp này đâu các bạn. Chúng ta đã là người trường tồn nhiều kiếp. Đặc biệt là các bạn tụ hai thì linh hồn của chúng ta gọi là linh hồn già, là nhột trong tu sĩ rồi. Đấy, linh hồn già. Để đến một giai đoạn chúng ta cần có sự giác ngộ. Sự giác ngộ ở đây đó chính là sự tỉnh thức một cách hoàn toàn các bạn nhé. Hiểu biết chân thực, rõ ràng về con người, về vạn vật, về vũ trụ. Ai mà tỉnh thức được như thế rồi thì các bạn thật sự là một con người thông tuệ. Các bạn làm gì các bạn cũng hiểu rõ bằng khoa học, hiểu rõ bằng cái trí tuệ của mình. Các bạn sống nó bình an lắm. Đó. Đấy, thì bây giờ phải xem vũ trụ cho chúng ta biết được cái điều mà chúng ta đang có, cái tiềm thức của chúng ta đang là gì nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Tiềm thức của chúng ta đang là gì nhé? Đó, tiềm thức của các bạn trong tụ hai của chúng ta là gì? Các bạn ạ, tiềm thức của chúng ta trong tụ hai của chúng ta thì chúng ta cũng là linh hồn của mình ý, nó thúc giục, gọi là tiếng gọi của linh hồn thúc giục chúng ta là hãy thức tỉnh đi, hãy nghe tiếng gọi của linh hồn, nghe tiếng gọi của vọng ước, nghe những tiếng gọi mà tiếng nói nhỏ bên trong của mình thôi thúc mình đi, hãy hành động đi, hãy làm đi, hãy cầm ngọn đèn của chúng ta trên đường đi đi, và chúng ta soi trên chính con đường của mình. Chúng ta đừng bị những cái điều gian dối, đừng bị những cái điều ở xung quanh mình nó làm cho mình bị chùn bước nữa. Đừng làm cho bản thân của các bạn nó bị chùn lại nữa. Đây các bạn nhìn đây, cái sự giả dối, tất cả những cái hình tướng mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài nó đều là giả dối thôi. Nếu chúng ta hiểu được cái câu đó thì chúng ta sẽ biết được cái chân thực nhất nó nằm ở bên trong cái linh hồn của chúng ta cơ, chứ nó không nằm giả dối ở bên ngoài. Bởi vậy mà những cái
cái vấn đề bên ngoài đó, nếu chúng ta biết gạt đi được, chúng ta bỏ nó đi được, thì linh hồn của chúng ta là cái giá trị quan trọng nhất. Và hãy thức đi, hãy thức đi, hãy đi đi, và hãy là người đánh cái cỗ xe của bản thân mình đi. Có nghĩa là chúng ta cầm đèn lên mà đi, cầm đuốc lên mà đi. Đức Phật nói rằng cầm ngọn đuốc của chính mình lên mà đi. Thì bây giờ chúng ta không cầm đuốc mà cầm ngọn đèn của chúng ta bên trong trái tim, bên trong linh hồn của mình lên mà đi. Đó, tiềm thức của chúng ta như vậy. Và các bạn biết không, cái gì làm cho các bạn bị hư dối như thế này? Đó là tình cảm, tình yêu. Tình cảm, tình yêu. Các bạn trong tụ hai của chúng ta thì cái nhân duyên của các bạn nó gập ghềnh, trông chênh và đi trên nhiều cung bậc. Đó, đi lên trên nhiều cung bậc. Và bởi vì sao? Linh hồn của các bạn đã có những cái sự trải nghiệm về tình yêu thương, trải nghiệm về các mối quan hệ để các bạn có sự thức tỉnh. Do vậy mà mối quan hệ đây họ nhìn thấy rằng nó đã có sự kết thúc hoặc ngừng nghỉ nào đó, thì nó chính là cái sự mà vũ trụ nói với các bạn rằng các bạn hãy gạt bỏ qua những cái điều đó đi. Các bạn hãy là người biết bỏ những cái thứ đó đi để các bạn phát triển bên trong. Bởi vì các bạn có một cái sự phát triển con người của các bạn còn giá trị hơn rất nhiều so những cái điều mà các bạn đang vướng vào đó. Như vậy là các bạn nhớ không, các bạn đã học rất nhiều bài học về tình yêu trên con đường hành trình của mình, không chỉ những kiếp này mà nhiều kiếp khác rồi. Thông qua cái con đường tình yêu, thông qua cái chuyện tình cảm của các bạn, để các bạn thức tỉnh tâm linh. Đó, và những người ở trong tụ hai này thì Huệ chắc chắn với các bạn rằng chính những mối quan hệ để cho các bạn sự nỗi đau, để cho các bạn những cái sự mất mát, để cho bạn, đó chính là những mối quan hệ đến tương tác để giúp cho bạn thức tỉnh tâm linh. Đó, nếu như các bạn nhận ra được điều đó rồi thì mối quan hệ đó đối với bạn không có sự sân si hận thù ở đó, mà mối quan hệ đó lại là mối quan hệ giống như là có nhiệm vụ, có trách nhiệm đến để giúp cho bạn tỉnh ra. Đó, thì cái điều đó là cái điều chúng ta nhìn ra được cái sự nhiệm vụ của những người đó. Họ được vũ trụ cử đến để tương tác với các bạn, để làm cho các bạn có sự giống như người thầy mà muốn cho trò, mà cần phải học được một cái học mà nó vượt bậc lên ấy, thì phải có áp lực, phải có áp lực, phải có những biện pháp, chứ không thể cứ tằng tằng nhu nhơ để mà người trò có thể phát triển được. Thì đây cũng giống như vậy các bạn ạ, phải có áp lực. Đó, trong mối quan hệ chúng ta đều có như vậy, đều có những cái điều gì đó nó bất như ý. Và khi nó bất như ý rồi thì làm cho các bạn có cái sự bị dồn nén vào một cái giới hạn mà các bạn cảm thấy rằng nó rất là mệt, nó rất là đau, thì các bạn mới có sự vùng lên được. Còn nếu các bạn không rèn được điều đó thì các bạn sẽ bị làm sao? Các bạn sẽ bị vùi xuống và các bạn sẽ lại kết thúc một bài học mà không thành công, không thành quả. Đó, vậy các bạn tụ hai của chúng ta ơi, các bạn hãy cầm cái ngọn đèn sáng ở trong nội tâm của các bạn và nghe chính cái linh hồn của các bạn mách bảo để các bạn buông đi những cái điều mà các bạn cảm thấy rằng nó chỉ là bài học của các bạn thôi. Đừng có để cho nó đắm chìm cả giá trị của bạn. Và các bạn khi chúng ta biết rời, biết buông này ra thì cái mới nó lại đến với chúng ta. Cái cũ kết thúc đi thì cái mới nó lại đến với chúng ta. Cái mới đến với chúng ta này, nếu như các bạn cảm nhận rằng nó chính là cái điều mà các bạn phù hợp hơn, các bạn không còn một cái sự, có nghĩa là nâng tầng lên của mình ấy, thì chúng ta vẫn gọi là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Chúng ta nâng tầm của mình lên thì các bạn lại được đón nhận những cái vừa tầm với các bạn hơn. Và cứ như vậy, nếu như chúng ta đến một cuộc hành trình, tâm nguyện của các bạn trong tình cảm ra sao, các bạn hãy nói rõ với cái linh hồn của bản thân mình, hãy thành thật với nó đi, đừng ngụy biện nó nữa. Đến ai đến với chúng ta cũng coi tưởng như là một định mệnh rồi. Thế nhưng cái định mệnh đó nó chỉ ở với chúng ta trong một thời hạn thôi các bạn ạ, không phải là hết đâu. Thế nhưng mà các bạn hãy nhìn nhận nó chân thực đi thì các bạn sẽ biết được người đó với chúng ta tương tác để giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Vậy khi chúng ta trưởng thành hơn rồi thì họ có còn phù hợp với chúng ta nữa hay không? Đó là do chúng ta cảm nhận và chúng ta quyết định các bạn nhé. Đây, vũ trụ nói rằng cái tiềm thức của chúng ta là nó cứ bị ràng buộc
trong một mối quan hệ nào đó cứ ngừng nghỉ rồi mà chúng ta vẫn cứ bị ràng buộc với nó. Bởi vì chúng ta hay nghĩ về quá khứ, những cái điều mà nó bị ràng buộc với nhau, nên các bạn sẽ bị đánh dối, đánh lừa chính cái tâm thức của bản thân mình. Đấy, có nghĩa là chúng ta đang ngụy biện cho chính cái tâm thức của mình đấy, để chúng ta cứ bị ẩn mình vào trong cái mối quan hệ đó mà rõ ràng nó đã có sự kết thúc. Đó, thế thì vũ trụ nói rằng nếu chúng ta cứ tiềm ẩn mình trong những cái mối quan hệ nó đã qua rồi thì các bạn sẽ tự giả dối với chính bản thân mình, mà các bạn không lắng nghe cái linh hồn, tiếng gọi của linh hồn mình, các bạn không có sự chuyển hóa đi thì các bạn làm sao đón nhận được cái giá trị tốt đẹp hơn. Đó, các bạn nha, đây, The Love thì lại đi một cái cốc này, có nghĩa là các bạn sẽ đón nhận được cái tốt đẹp hơn. Nhưng tốt đẹp này là do các bạn biết nhìn nhận đánh giá chính xác là mình muốn gì, các bạn muốn gì, các bạn mong muốn điều gì trong kiếp làm người này, để cái điều mong muốn đó các bạn nhé, không phải chỉ hạnh phúc như thế này đâu, không chỉ là trong một cái mối quan hệ mà để cho chỉ có hai người hạnh phúc bên nhau, mà cái hạnh phúc của các bạn là một cái giá trị lớn lao hơn rất nhiều. Các bạn là một trong những người mà thức tỉnh để các bạn đi trên cuộc hành trình của mình, thì các bạn này có cái giá trị đánh cỗ xe của mình để kéo những người có cái năng lượng tương đồng cùng đi theo. Vậy những bạn ở trong tụ hai này đừng bám chắc vào một mối quan hệ đã đi qua, bởi vì mối quan hệ đó chỉ là những bài học cho các bạn thôi. Và khi nó kết thúc thì các bạn hãy mạnh mẽ để lắng nghe cái giá trị của bản thân mình, đừng ngụy biện nữa, và cho mình những cơ hội mới bằng những cái giá trị năng lượng thay đổi mới các bạn nhé. Thế thì bây giờ cái nguyện ước của các bạn có thành hiện thực hay không? Đấy, nguyện ước thì bây giờ các bạn đã nguyện ước chưa? Các bạn tụ hai đã nguyện ước chưa? Ví dụ trong mối quan hệ về tình cảm bên này, các bạn đã nguyện ước là mình cần phải có một người đi đồng hành cùng với mình để mang lại cho mình những giá trị gì chưa? Và người đó với mình cần phải xác định cùng cái đồng hành như thế nào? Đấy, thì các bạn hãy nguyện ước đi nhé. Và trong những đêm trăng tròn này thì cái nguyện ước của các bạn nó sẽ thành hiện thực, khi các bạn biết đưa ra nguyện ước của mình và thực thi trong cuộc hành trình của mình. Đó, thực thi ở đây là gì? Là các bạn đừng để quá khứ nó hiện hữu trong hiện tại nữa các bạn ạ. Quá khứ nó kết thúc, dù mối quan hệ trước đó nó có đẹp như thế nào đi chăng nữa, nhưng nó đã kết thúc, để các bạn để cho nó kết thúc đi. Đừng ngụy biện cho mình rằng là người đó cứ như là tiền định của mình, là cứ phải đi cùng. Nhưng đi cùng mà người ta không có sự thay đổi, không có sự chuyển hóa, thì người ta đâu mà sánh kịp được bạn. Đó, hai người sẽ khác nhau mà. Khi khác nhau thì tiếp cái năng lượng của chúng ta nó không có cùng đường, cùng hướng. Nó khó, nó có thể nhấn chìm nhau. Và bạn cứ đau khổ nhiều kiếp rồi, bạn cứ đau khổ trong những cái mối quan hệ như thế này, nên các bạn bỏ lỡ mất cuộc hành trình của bản thân mình. Bỏ lỡ mất cuộc hành trình bản thân mình. Mà trước, trong khi đó thì vũ trụ vẫn cứ có một cái bàn tay nâng ra để mà giúp cho các bạn bước tiếp. Nhưng các bạn vẫn không, các bạn vẫn cứ bị làm sao? Bị đắm chìm trong những cái quá khứ, nên các bạn bỏ lỡ rồi. Vũ trụ nói rằng tiềm thức của con nó luôn luôn bị như vậy, bây giờ con có thoát ra được là do bản thân của con biết nhìn rõ trên cái cuộc hành trình của mình, mục tiêu của cuộc đời của con ra sao nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem số phận của các bạn, bánh xe số phận của các bạn cần thực thi rồi này, cần thực thi rồi. Và họ thấy rằng cái mối quan hệ mà của các bạn này, các bạn bị cảm xúc nặng về cái mối quan hệ nó liên quan đến tình cảm nhiều quá. Đó, ước nguyện của các bạn có thành hiện thực hay không? Thì các bạn thấy rằng bánh xe số phận đã an bài chúng ta một chặng đường đi. Chặng đường nào cần dừng, cần kết thúc, cần rẽ thì chúng ta cần rẽ, đây là ra bánh xe số phận. Vậy chúng ta đã rẽ hoặc chúng ta thẳng đi, những người mà đi cùng ta một chặng đường chúng ta hãy cảm ơn, và bởi vì chúng ta đã cùng họ đi rồi, có một cái đoạn vui vẻ để giúp cho nhau, hỗ trợ nhau và không bị sợ sệt. Giống như chúng ta đi một mình chúng ta cũng có thể buồn, nhưng chúng ta đi có người khác nữa cùng một đoạn thôi cũng vui. Trong đó là nếu như họ không đi cùng mình nữa thì chào, để cho họ đi rẽ sang ngã của họ, còn chúng ta lại tiếp tục đi cuộc hành trình của mình. Đó, thế nhưng vũ trụ nói rằng cái cảm xúc của các bạn nó quá là nặng nề, nên phía trước của chúng ta khi thành hiện thực như thế này, có nghĩa là cái thành tựu của chúng ta đạt được ấy, đó là do các bạn có biết vượt qua được những cái sự cám dỗ của những mối quan hệ mà mang lại cho các bạn có những cái sự khổ đau hay không. Đó, sự cám dỗ này nó ngọt ngào lắm, các bạn lúc nào cũng nghĩ đến và mang lại cho nhau những cái giá trị mà cảm thấy rằng nó cuốn hút nhau ấy. Đấy, và đây
mình thấy rằng còn có cả mối quan hệ ba người nữa nhá. Một số bạn ấy có mối quan hệ ba người nhưng các bạn không vứt được ra, các bạn vẫn cứ bị đắm chìm, đó là các bạn đang bị ngụy biện cho bản thân mình đấy. Bởi vì các bạn xứng đáng hơn rất nhiều, các bạn xứng đáng hơn rất nhiều các bạn nhé. Nếu các bạn biết bản thân của mình cần vượt qua thì các bạn sẽ dành trọn vẹn một cái cảm xúc cho chính bản thân mình, rồi các bạn sẽ gặp được để gặp được cái người độc, người ta cũng là cái người độc nhất mang lại cho bạn cái tình yêu thương một cách trọn vẹn thôi. Chứ các bạn nếu cứ vướng mắc vào mối quan hệ ba người như thế này thì các bạn có được trọn vẹn khi nào đâu. Rồi lại một kiếp người đi qua, các bạn lại không đạt được cái hành trình của mình, rồi các bạn lại vẫn nhấn chìm trong cái mối quan hệ đó. Và sau đó kiếp sau chúng ta lại như vậy, nếu như chúng ta không có sự thức tỉnh. Bởi vậy mà các bạn hãy biết buông những cái điều mà vũ trụ đã sắp đặt rồi, cho nó kết thúc rồi các bạn buông nó đi, rời nó đi, rời một cách mạnh mẽ đi. Các bạn chuyển đổi cái vận của mình đi và bước ra khỏi cái mối quan hệ mà nó mang lại cho mình những cái độc hại đó đi. Đó, bởi vì chúng ta biết trước rằng con người của chúng ta nếu như trong chuyện gì đó thì hợp tác được, như trong chuyện tình cảm thì khó có ai hợp tác được ba người. Đó, hãy chia sẻ thật như vậy. Dù yêu đi đến bao nhiêu chăng nữa thì chúng ta không thể hợp tác ba người được, bởi vì cái tính ích kỷ của con người ta nó luôn trỗi dậy. Bạn có thể bao dung nhưng con người khác người ta không bao dung thì mối quan hệ của bạn nó cũng không được. Đó, thế thì chúng ta đâu có nhiều thời gian dành cho nó nữa. Vậy các bạn hãy nhìn nhận vào thực tế nhé. Và đây, nếu như chúng ta biết vượt qua tất cả những cái điều đó, và nếu như chúng ta biết nhìn nhận ra chính cái giá trị của bản thân mình, thì vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta ở phía trước này, một tâm nguyện của các bạn sẽ thành sự thực, bởi vì có người đang chờ chúng ta, đang trân quý chúng ta, đang có một cái độc nhất, có nghĩa là dành cho chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Đây là space, là số 1 các bạn nhé. Số 1, bằng một cái tình cảm yêu thương, bằng một cái sự đong đầy, và người ta một cái năng lượng nó phù hợp với các bạn, cùng lôi các bạn, cùng kéo các bạn, cùng đi với các bạn, thì chúng ta mới đồng hành cùng nhau được các bạn nhé. Đồng hành phải cùng năng lượng, đặc biệt là mục tiêu cuộc đời chúng ta phải giống nhau thì chúng ta mới đi được trên cuộc hành trình đó. Bởi vậy mà tâm nguyện của các bạn trong đêm trăng tròn ngày hôm nay, nếu như các bạn đón nhận được cái trải bài này vào những cái đêm trăng tròn, hoặc là chúng ta cứ đến đêm trăng tròn chúng ta mở ra, chúng ta lắng nghe lại, hoặc là chúng ta đã nghe đủ rồi thì các bạn thực thi nó đi. Các bạn hãy là cái người ngồi ở một góc yên tĩnh nào đó trong ngôi nhà của mình, hoặc là ở khu vườn của mình có ánh trăng, các bạn hãy nhìn lên trăng và chúng ta có những cái lời nguyện ước của bản thân mình. Trong kiếp làm người của chúng ta này, chúng ta đã bước trên cuộc hành trình phát triển tâm linh rồi, thức tỉnh rồi, thì chúng ta hãy nguyện ước rằng trong kiếp này chúng ta sẽ đến được bến bờ giác ngộ. Và nếu như chúng ta đại duyên đại phúc, chúng ta sẽ biết con đường giải thoát của chúng ta. Bởi vậy mà các bạn hãy ở năng lượng này. Các bạn tụ hai ơi, mình rất mong muốn các bạn, nếu như các bạn hữu duyên và các bạn đón nghe được cái thông điệp của vũ trụ từ Huệ dẫn truyền cho, từ thông điệp mà Huệ trải bài và dẫn truyền từ vũ trụ này, thì các bạn đang là một con người rất là có duyên, gọi là đại duyên đại phúc rồi. Khi đại duyên đại phúc, các bạn sẽ gặp được những người chỉ dẫn cho các bạn, và các bạn sẽ đón nhận được những người tương đồng với các bạn để đi cùng trên cuộc hành trình. Và cuộc hành trình đó sẽ mang các bạn đến một kiếp tu tập, gọi là một kiếp làm người được trọn vẹn hơn, khi các bạn thức tỉnh hoàn toàn. Và đây lá bài này này, lá bài này, con hổ này này, các bạn thấy rằng nó một lá bài thực sự là vô cùng ý nghĩa. Nó chính là cái sự phát bản thân của mình tự cứu mình thôi, không ai cứu được mình đâu các bạn ạ. Đây là một cái sức mạnh tiềm ẩn, có nghĩa là con người của chúng ta cũng như các môn thú như thế này, chỉ tự mình cứu được mình các bạn ạ. Tự mình cứu được mình là giá trị cao quả nhất. Vậy một lá bài nói rằng nếu chúng ta trong kiếp này và nhiều kiếp khác rồi, đến kiếp này các bạn vẫn lặp lại cái câu chuyện của những kiếp khác, là chúng ta đánh mất trong một kiếp làm người để lụy vào những cái mối quan hệ mà nó gây cho mình những cái sự không đi được đến bến bờ. Vậy đến kiếp này các bạn lại lặp lại, có thể vẫn cái người cũ, nhưng cũng có thể những cái người mà cũng có duyên với chúng ta như vậy. Nó cứ luân hồi chuyển nhau như vậy mà. Nên là các bạn hãy lắng nghe chính linh hồn của mình mách bảo, vượt qua cái số phận này đi, vượt qua cái vòng lặp này đi, để các bạn biết buông ra khỏi những cái mối quan hệ đó. Đấy, mối quan hệ đó, để chúng ta biết trân quý bản thân mình. Các bạn sẽ đón nhận được một cái người nhá, phù hợp tuyệt vời với các bạn luôn, và người ta dành cho các bạn. Có nghĩa là cuộc đồng hành này nó chỉ có bạn và họ thôi, không có thêm một người thứ ba nữa. Thì họ với bạn mới cùng nhau để đi được đến bến bờ giác ngộ và
người này có thể liên quan cả đến tâm linh giống như các bạn nữa nhé. Đó, và các bạn nhìn đây, chỉ có mình mới cứu được mình thôi, đừng có chờ người khác cứu mình. Đó các bạn nhé, một cái thông điệp mà bên vũ trụ, khó nghĩa là Huệ dựa vào những thông điệp của vũ trụ, đặc biệt là của Phật Pháp, để đưa lại cho các bạn, chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Hay nói cách khác, Đức Phật đã từng dạy chúng ta hãy tự cầm đuốc lên mà đi. Hãy tự cầm đuốc lên mà đi. Đây chính là một thông điệp, chỉ có mình mới cứu được mình thôi các bạn nhé. Và chúng ta chỉ gặp với, phù hợp với cái người cùng giống với mục đích của chúng ta thì hai người mới cùng đi cùng được. Còn với những người mà làm ngăn cản đường của chúng ta thì chúng ta lại mất một thời gian nữa để chúng ta bị, có thể mất thời gian này không phải mất bằng tính bằng năm như ở loài người mình đang tính đâu các bạn ơi. Khi chúng ta tỉnh ra rồi, chúng ta giác ngộ được rồi, chúng ta mất hàng trăm năm, có nghĩa mất một kiếp người, lại mất lãng phí đi. Rồi có người lại kiếp sau vẫn chưa học được. Và cứ như vậy chúng ta sẽ mất nhiều kiếp trầm luân, mà chúng ta không đến được cái ngọn đèn của chúng ta, nó không đi được đến bến, không đi được đến đích, và chúng ta cứ trầm luân như vậy. Như vậy ước nguyện của các bạn hôm nay, của tụi hai, nếu như các bạn có mong muốn thực sự, bởi vì những bạn ở cuốn hút vào tụi hai này, mình biết rằng các bạn sẽ có một cái bản đồ đường đời, cũng như là có một cái sứ mệnh của các bạn cao cả. Và các bạn có một cái năng lượng tâm linh, năng lượng trực giác, không chỉ dành cho chính bản thân các bạn, mà có thể là những gọi là master, là những người mà dẫn lối chỉ đường cho nhiều người nữa cơ. Thì nếu như các bạn muốn hiểu rõ hơn về bản thân các bạn, và các bạn biết rõ sứ mệnh của mình, cũng như các bạn biết muốn câu chuyện của các bạn nó có sự giống như câu chuyện mà trong tình yêu này này, nó có cho bạn một cái nhìn rõ ràng hơn không, thì các bạn hãy liên hệ và trả lời riêng với Huệ nhé. Chúng ta sẽ rõ ràng hơn câu chuyện của các bạn. Và hôm nay thì Huệ có một thôi thúc vào ngày trăng tròn. Các bạn hay có những cái tiềm thức như vậy thì Huệ trải bài để các bạn đón nhận. Và cũng mong rằng các bạn sẽ có sự tỉnh thức để các bạn đón nghe. Khi nghe thì các bạn suy xét và chọn lọc những cái vấn đề phù hợp với bản thân mình nhé. Huệ rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Huệ. Và tất cả những bình luận của các bạn thì Huệ đều đón nhận và đều được lắng nghe và được sẻ chia cùng với Huệ. Huệ rất cảm ơn các bạn. Và cũng có rất nhiều bạn thì đã có những lời động viên, cũng như là có những sự chia sẻ góp ý, Huệ cũng rất cảm ơn. Đó là cái sự thấu hiểu nhau các bạn nhé. Và cũng rất mong các bạn hãy chia sẻ đến rất nhiều người hữu duyên, bởi vì kênh của Huệ là kênh phát triển tâm linh dẫn truyền, nên Huệ không có dùng bất kỳ một cái hình thức nào để mà tăng kích cầu. Đây là toàn những bạn hữu duyên hết. Và Huệ cũng rất là cảm ơn vũ trụ đang dẫn chúng ta hội tụ cùng nhau để tạo ra một cộng đồng sống an vui. Đó, Huệ mục đích mong muốn của chúng ta là như vậy. Và những người biết đến kênh của Huệ Oan Hỷ cũng đều là những người có một cái năng lượng từ bi, yêu thương, và đều biết cái sự đồng cảm sẻ chia. Đó, Huệ cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các trải bài tiếp theo.